Lượm và Kim Đồng có phải là một người không? Có một số bạn đang có thắc mắc như vậy, hầu như là các bạn học sinh còn nhỏ tuổi. Vì vậy mình xin trả lời câu hỏi này là Lượm và Kim Đồng là hai người hoàn toàn khác nhau nhé các bạn. Đầu tiên là Lượm là nhân vật được hư cấu do tác giả Tô Hữu xây dựng lên để nói về lòng yêu nước, công lao cách mạng của các anh hùng thuở thiếu niên và kể cả nhi đồng thời Pháp thuộc. Còn anh hùng Kim Đồng là một người hoàn toàn có thật. Thứ hai là về quê hương, thì trong bài thơ chúng ta đã biết nhân vật Lượm ở Huế, còn anh hùng Kim Đồng thì ở Cao Bằng, cụ thể là xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Điều thứ ba là nhân vật anh hùng Lượm hy sinh ở đồng lúa, vì trong bài thơ có câu là cháu nằm trên lúa, tay nắm chặt bông. Còn anh hùng Kim Đồng thì hy sinh ở bên bờ suối Lenin Park Bó khi bị giặc Pháp truy đuổi, và vì không đuổi kịp bắt sống được nên giặc Pháp đã nổ súng bắn anh.